gốc nè, mít ruột đỏ cho bạn đô thì bà con có chọn là gốc láng nè, gốc láng nè, mắt khưa nè, mắt khưa thẳng nè, bo là phải mập nè, đủ tiêu chuẩn nè. Đó, bo này thấy không, mình có thấy bo này khỏi chê rồi, mập ha, bo này mọi người nhìn thấy cái bo mít không đó, mập rất là chủ tiêu chuẩn nha. Đó, cây nào cũng như cây nấy nha bà con. Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung Tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì địa chỉ duy nhất của bên Trung Tâm Cây Giống được đặt ở đường 868B, ấp Mỹ Hòa, xã Minh Trung, thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đó, bà con nhìn thấy không? Hai số điện thoại quen thuộc. Hai số điện thoại rất là dễ nhớ và dễ nhìn ha. 0345679887, 0777403339. Hai số điện thoại này bên Trung Tâm Cây Giống đều có xài Zalo. Bà con nào có cần kết bạn Zalo để gọi coi trực tiếp mẫu cây thì bà con có thể kết bạn vào Zalo theo hai số điện thoại trên, hoặc bà con muốn đến trực tiếp Trung Tâm Cây Giống theo địa chỉ đường 868B, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Trung, thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì bà có thể vào Google hoặc kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ gửi định vị, gửi vị trí cho bà con đến trực tiếp Trung Tâm Cây Giống. Rồi, trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với bà con về cái lô mít ruột đỏ số bạn đâu chuẩn bị cho mùa vụ mới nha, mùa vụ năm 2024 đó. Đây bà con thấy cái cây mít ruột đỏ số bạn đâu. Mít ruột đỏ số bạn đâu là một trong những loại mít siêu sớm cho trái ha. Bà con trồng chăm sóc tốt từ 16 tháng là có thể làm trái được rồi. Thì cái lô này bên Trung Tâm Cây Giống dự trù khoảng 4.000 cây để cho vụ mùa vụ 2024, và còn nhiều lô đẹp ra. Bà con nhìn thấy cái mít ruột đỏ số bạn đâu không? Thấy gốc không? Gốc rất là đẹp ha, gốc đẹp. Gốc này là từ 2 phân trở lên nha, 2 phân như cả này là 2 phân rưỡi nè, 2 phân trở lên. Bà con thấy cái lô này rất là đẹp ha. Lô này là rất là tiện lợi cho bà con nào đã lên mô, lên clip rồi, đó, chuẩn bị trồng thì bà con nên chọn cái lô này là cực kỳ đẹp luôn. Lô này thì cái số lượng nó rất là có hạn, nó khoảng hơn 4.000 cây đó, bà con thấy không, nguyên một cái lô trên xe, nguyên một xe ha. Và đây là những cái xe công vụ của bên Trung Tâm Cây Giống, và bên Trung Tâm Cây Giống có xe đi giao hàng tận nơi cho tất cả bà con luôn đó. Đây nè, cũng như lô bên đây ha, đây là cái xe nè đang đi giao cho một chủ đầu tư ở Cần Thơ nè. Đây là cái lô mít ruột đỏ số vàng Indo cũng đi giao cho một chủ ở Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng ha. Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng nè. Bên Trung Tâm Cây Giống thường hay ghép xe đi giao cho chủ đầu tư. Rồi, thấy không, cây không, gốc láng rất là đẹp ha, gốc rất là đẹp, bo mập. Đó, cây là được trực tiếp bên Trung Tâm Cây Giống là xả nắng hoàn toàn. Bên Trung Tâm Cây Giống có ba chiếc xe công vụ đó, một chiếc xe trước ha, xe trước là xe cẩu, dùng để cẩu những cây trôi cây lỡ ha. Xe này thì đi giao tất cả các tỉnh ha, miền Tây, miền Đông đó. Rồi, xe này thì chuyên cung chở những cái hàng ha, chở hàng để luân chuyển hàng ha, luân chuyển hàng. Đây còn thấy không, xe rất là bự to ha. Đây nè, con quay nè, mít nè ha, gốc rất là đẹp luôn đó. Và còn nhiều lô mít đẹp nha. Bà con nào có muốn đầu tư trong năm 2024 này thì bà con nên chọn cái lô mít ruột đỏ số bạn đô này, gốc cực kỳ đẹp luôn. Mít ruột đỏ số bạn đô là một trong những loại mít sớm cho trái, làm trái đó, làm trái theo cái mùa vụ nghịch thì cái giá hầm rất là cao. Hiện nay thì cái giá nó cũng rất là cao nha, hiện nay rất là cao. Đây bà con thấy không, lên xe gốc nè, đây đó. Bà con muốn càng cung cấp số lượng lớn, số lượng nhiều ha, số lượng nhiều về đầu ngang, đầu chục ngàn, bà con có thể liên hệ vào Trung Tâm Cây Giống theo số điện thoại trên màn hình. Chúng tôi sẽ có những lô hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ xuất sắc như vậy luôn nè, bà con thấy không. Gốc nè, mít ruột đỏ cho bạn đô thì bà con có chọn là gốc láng nè, gốc láng nè, mắt khưa nè, mắt khưa thẳng nè, bo này phải mập nè, đủ tiêu chuẩn nè. Đó, bo này thấy không, bà con thấy bo này khỏi chê rồi, mập ha, bo này mà còn nhìn thấy cái bo mít không đó, mập rất là chủ tiêu chuẩn nha. Đó, cây nào cũng như cây nấy nha bà con. Nó ghi cái lô này, bên Trung Tâm Cây Giống thì luôn luôn cung cấp những cái loại hàng đạt chuẩn chất lượng cho bà con, và luôn luôn cam kết cho bà con là đúng chủng loại, gõ nguồn gốc cây, lấy nguồn gốc từ cây bố mẹ, cây đầu dòng đó, để cho bà con trồng bà con yên tâm mà đầu tư. Khi bà con trồng cái mít ruột đỏ số bạn đô đến cái giai đoạn làm bông làm trái, bà con có thể liên hệ vào cho Trung Tâm Cây Giống, chúng tôi sẽ đến trực tiếp vườn để hỗ trợ quy trình làm bông làm trái cho bà con. Và đặc biệt làm bông làm trái rất là đạt nha, và bên Trung Tâm Cây Giống cũng đến rất là nhiều vườn đó, làm bông làm trái rất là đạt đó, bà con thấy không. Lô nè, lô này thì là một cái lô là cực kỳ VIP rồi, lô này VIP rồi, gốc từ 2 phân rưỡi 3 phân đó, 2 phân 2 phân rưỡi 3 phân. Thì cái mít ruột đỏ số bạn đô nó có tùy theo cái loại là gốc lớn gốc nhỏ, và từng loại giá nó khác nhau ha, từng loại giá khác nhau. Lô này thì là lô gốc VIP rồi, phải không, thấy không, rất là phẳng đẹp mượt VIP ha. Đỏ chét luôn, đỏ ao luôn, bo thì khỏi phải chê, bo thì mập lù luôn, xanh dờn mập lù ha. Và cam kết với bà con là đảm bảo chuẩn giống 100%. Đây, thấy không? Bà con muốn đến Trung Tâm Cây Giống rất là dễ, từ nhà Mai Việt Tân, đầu đường nhà Mai Việt Tân, bà con quẹo vào khoảng 4 đến 5 km, có một cái lô rừng nè, lô lộc rừng rất là lớn nè, không đó, lô lộc rừng rất là lớn, trồng
à, trước cửa luôn, rất là dễ nhận dạng. Và bên kia thì có mấy cây trà là, à, mấy cây trà là rất là bự đó, và một nằm trên một trục đường rất lớn đó. Bà con thấy mít không? Và cái lô này là mít thái siêu sớm. Mít thái siêu sớm thì cũng được xả nắng trực tiếp nè, bà con giờ thấy không, xả nắng trực tiếp gốc nè, đỏ ao luôn đó. Lô này thì gốc là 1,5 phân, từ 1,5 phân đến 2 phân, từ 1,5 phân đến 2 phân, và có gốc lớn hơn, có gốc lớn hơn nè, gốc này là từ 2 phân cho đến 3 phân. Đó là mít thái siêu sớm nha, ghi nhận mít thái siêu sớm. Tất cả các loại cây mít bên trung tâm cây giống đều xả nắng hoàn toàn trực tiếp. Nếu bà con nào chốt hàng bên trung tâm cây giống mà chưa có trồng, chưa đến thời gian trồng, bà con có thể chốt đơn, chúng tôi sẽ xả nắng, nuôi cây xả nắng trực tiếp cho bà con, để bà con đem về, khi bà con nhận cây về bà con chỉ có việc trồng thôi. Mà trồng trực tiếp như vậy thì nó hạn chế được cái sự hao hụt rất là cao ha, hao hụt rất là cao đó. Nguyên khu bên đây đó, đây bà con thấy không, lô xuống nè, lô này khoảng có khoảng 4.000 cây thôi nha bà con, 4.000 cây thôi, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, bà con thấy không, dòm nè, đó, bóng này gốc nè đó, rất là đều cây và sáng cây đó. Khi mà hàng về là bên chúng ta có giống được trực tiếp để vào nắng, trực tiếp để vào nắng hết, để cho mà khi đem về chúng ta trồng hộp và cây nó phát triển rất là nhanh, rất là tốt đó, bà con thấy không, nguyên lô rất là gọn nét, 4.000 cây đó, và còn nhiều hơn số lượng đó nữa. Bà con nào muốn xuống giống vào cái mùa vụ năm 2024, bà con có thể liên hệ về cho trung tâm cây giống theo 2 số điện thoại trên màn hình đó. Chúng tôi sẽ có nhiều những cái lô bích rất là đẹp và cực kỳ đẹp để cho bà con đầu tư ha, đầu tư bà con trồng ha. Cây bích ruột đỏ cho bạn đô, bà con đi càng nhanh càng tốt, đi càng sớm càng tốt ha, càng sớm càng tốt đó. Bích hiện nay giá cũng rất là cao đó, và khu vực bên trong là khu vực để sầu riêng đó, sầu riêng và trưng bày tất cả các loại cây ăn trái. Bà con nào có cần muốn cung cấp sầu riêng nè, tất cả các loại cây ăn trái nè, bên trung tâm cây giống đều có đáp ứng cho bà con, và luôn luôn đảm bảo cho bà con về sự chất lượng cũng như đảm bảo rõ nguồn gốc, về nguồn gốc của cây giống. Xin chào bà con, rõ nguồn gốc cây giống, rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo.